Xin chào mọi người, dạo này thời tiết trở lạnh thì các bé nhà mọi người có bị cảm không? Còn Delay nhà mình đó thì mấy hôm nay mưa gió thất thường cho nên là bé nó hơi ho và sổ mũi một chút. Thì sẵn hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách trị cảm mạo cho cún tại nhà nha. Tất nhiên là nó chỉ hiệu quả với những bệnh cảm mạo thông thường, còn những bệnh liên quan đến đường hô hấp hoặc là bị bệnh hô hấp mãn tính á, thì cách này nó không thể chữa được nha mọi người. Đầu tiên thì mọi người nhớ cho mình 5 cái lưu ý này nha. Thứ nhất là phải lót nệm hoặc khăn cho bé nằm, hoặc là để bé nằm trong chuồng không nằm thẳng dưới mặt đất. Còn bé nào mà nó không chịu nằm trên nệm thì mọi người có thể mặc áo như Delay của mình nha. Thứ hai là không dắt các bé ra ngoài lúc buổi tối trời gió mạnh. Thứ ba nữa là kiêng tắm trong những ngày mà bé bị ho, cảm, sổ mũi. Thứ tư là kiêng không nằm quạt hoặc không nằm máy lạnh nha. Đặc biệt là quạt mà mọi người mở chĩa thẳng vào người cún thì nó rất là dễ bị hô hấp luôn á. Và một thứ năm nữa là nếu được thì mọi người nên phơi nắng buổi sáng cho các bé ha. Phơi mỗi ngày 15 đến 20 phút là tốt nhất nha mọi người. Sau đó mọi người đi ra tiệm thuốc Tây và mua cho mình hai cái hiệu thuốc này. Thứ nhất là Siro Ho Brosban và thứ hai là cái thuốc bột trị ho Acemut của trẻ em nha mọi người. Sẵn tiện mua luôn mấy cái ống xi lanh 6cc để cho các bé uống thuốc dễ dàng hơn nha. Siro Ho thì đối với những bé chó con mỗi ngày mình sẽ cho uống 2 cử, mỗi cử là khoảng 2ml. Đối với những bé chó lớn thì mọi người có thể tăng lên khoảng từ 3 đến 5 ml tùy mọi người nha. Cái Siro Ho này thì có tác dụng là nó làm ấm cái lồng ngực á và nó khử trùng cái đường họng, làm cho các bé nó không có bị ngứa cái cổ họng. Còn cái gói Acemut này thì mọi người pha một gói vào một cái ống xi lanh 6C, rồi mọi người cho bé uống buổi sáng một nửa và buổi tối một nửa. Và nhớ hai cái thuốc này mọi người cho uống cách nhau 15 phút giùm mình nha, và uống sau khi ăn nha. Đối với những bé mà bị ho, cảm đi kèm sổ mũi thì mọi người sử dụng cái chai mà vệ sinh mũi C-SAT á, hoặc là cái nước muối sinh lý, mọi người nhỏ vào mũi để cho bé hỉ mũi ra, rồi mình dùng cái khăn giấy mình lau. Mỗi ngày vệ sinh mũi cho bé như vậy khoảng 2 đến 3 lần. Nếu như các bé bị ho, cảm, sổ mũi, những cái bệnh cảm mạo thông thường do thời tiết á, thì thường mình cho các bé uống thuốc như thế này khoảng từ 3 cho đến 5 ngày là các bé sẽ hết hẳn ha, tùy trường hợp bị nặng hoặc là nhẹ. Còn những bé mà bị bệnh do virus hay là bị mãn tính á, thì mọi người nên mang đi thú y để bác sĩ thú y điều trị kịp thời nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu mọi người thấy hay thì hãy nhấn like, subscribe và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nha. Chúc mọi người thành công và chúc các bé yêu luôn khỏe mạnh trong cái mùa mưa gió này ha.